20. In vô cơ đen đi. Mepo không được bạn ơi, đối phương là Earthshaker rồi, Mepo bạn sai. Mình phải đoán con nào nó phải hợp một tí. Ban Storm và OG họ bích gì đây? Nào. No tail. Let rack được anh em. Ừ, cái con let rack thì tuy là nó cũng nhiều skill nhưng mà nó cũng đơn giản thôi. Skill 2 thì bấm một lần, ulti thì cũng bấm lên có một lần. Thế là xong, cứ thế mà lao vào. Anh cứ phải nói hero đơn giản thế đi chơi được mà. Đơn giản thôi, đơn giản. Đơn giản. Đơn giản mà hiệu quả. Đấy là hay nhất. À, TA được nhá. TA thì Daddy TA không lên Blink nhá. Daddy của TA thì đề số xong rồi lên thẳng BKB xong cứ thế là xỉa thôi. Nào, OG. Lựa chọn cuối cùng. Spirit Breaker. Spirit Breaker. Dành cho sắc xa Weaver carry máy bay mid. Đúng, hợp lý rồi. Hay lại giống như Nigma lại chơi một con Spirit Breaker đi mid đi. Đây là dấu hiệu tốt, anh biết tại sao. Game đấu gọi là đánh nhau đến chết. Đúng, sẽ là hấp dẫn hơn là cái cặp đấu vừa rồi của Gambit cả BP. Xem BP với cả Gambit anh em ạ. Nuôi rùa đến chết. Nghĩ nó chàng. Vâng, và bây giờ thì B8 họ sẽ làm gì đây? Khi mà mid laner của họ có vẻ như là đang gặp nguy. Ui, xong rồi, 1-0 dành OG. Vâng. Chắc gì? Mới bẩn là Ember trong tay của Dandy á. Ember Excalibur đánh. Dandy cầm DP. Hero người già. Một nút, không phải làm gì cả. Không, xong rồi. Dandy muốn thể hiện. Dandy đánh Ember. Anh ơi. Tại sao anh lại làm thế? Sẽ là một cái đấu rất là hay đây. Lâu lắm rồi thì tôi không được xem. Úi dồi ôi, đúng là già đất hero người già nhá. Dầu rất là dài luôn. Dầu dài cứ gọi là đến bẹn. Sao lại cầm quả côn nhị khúc vào đây nữa. Được anh em ạ. Cái côn nhị khúc này của con Ember thì khi mà anh ta đánh cái hit đánh ấy, cái tiếng rất là hay. Đúng. Tí nữa thì anh em sẽ thấy Ember sẽ cầm cái côn nhị khúc này và đập vào màn hình của chúng ta. Anh ơi, sao anh lại làm thế? Có tuổi rồi, cầm NP cũng được mà. Tại sao không phải là một con NP? Thật ra Ember cũng không khó lắm. Dandy một thời cũng chơi Ember nhiều rồi. Nói chung là Ember thì đánh nữa thì vẫn được. Chém chói thì cứ ấn gọi là WQ. Đấy, thế là xong thôi. Bây giờ anh em mình sẽ mở một kèo cực kỳ hay. Trận đấu này Dandy chết mấy bạn? Trận này thì nếu để cho anh đoán thật lòng thì sẽ là chết ít thôi. Bởi vì bên phía OG họ sẽ rep nhanh. Và Dandy thì chưa kịp chết thì đã là hết game rồi. Anh nghĩ là khoảng độ 5 mạng thôi. Ok. Bây giờ chúng ta chơi như kiểu hãy chọn là đúng nhá. Ai mà chọn mà gần đúng nhất với kết quả thật thì sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà phải là tức là thì phải có cái penalty đúng không? Nhưng mà nếu mà hãy chọn là đúng ấy thì là nếu mà em đoán quá thì là thua luôn. Tức là không có người chiến thắng. Ok. Thì bây giờ người thua là phải làm theo một gọi là ý của viewer, tức là viewer bảo gì làm đấy. Chơi chơi không? Làm mấy cái. Trả lời câu hỏi. Thôi anh ngại trả lời những câu hỏi nhạy cảm. Thì anh em sẽ hỏi những câu dễ thôi. Được, anh đoán 5 mạng. Anh đoán 5 mạng đúng không? Bây giờ nhá. Bây giờ cứ gần nhất đi. Bây giờ nếu mà Dandy chết 4 thì anh là lệch 1. Còn Dandy chết 6 thì anh vẫn là lệch 1. Còn em thì đoán đi. Anh là đoán 5. Em đoán trận này Dandy chết 3 mạng. À, ôi ba bạn tôi sao rồi, ôi ơi. Ôi sẽ là người trả lời câu hỏi trận đấu này. Ba bạn, em đánh giá Dandy hơi cao. Ok, ba, thế là 4 là anh em hòa. Ừ, okay. Tức là không ai phải trả lời câu hỏi cả. Đúng. Đấy. Rất là có đường để anh em hòa nữa. Được, trận này Dandy chết 3 thôi. Xem nào, đây thì chúng ta có thể thấy là Weaver không phải là carry. Anh đoán 5 đúng không? Ừ, anh đoán 5, em đoán 3. Tức là về 4 là chúng ta không phải trả lời. Đúng, còn nếu mà về 2 là anh thua. Thì anh toang, về 2 là anh lệch trận 3 mà. Được. Đấy, anh em nghe rồi nhá. Anh em nghĩ sẵn câu hỏi đi. Sắc xa. Xem nào. Sắc xa là cầm một con Weaver sau boss số 4. Mọi người đi up lane là một con Spirit Breaker. Ok. Trả lời một câu thôi. Bọn tôi sẽ nhìn xem câu nào hay nhất thì trả lời. Hoặc là chọn câu nào mà cảm thấy là gọi dễ ưng ý. Ưng ý. Câu nào ưng ý bọn tôi trả lời nhá. Chứ không phải là không hỏi câu nào tôi trả lời đâu. Tôi là nhìn xem ưng ý một tí hiểu không? Hoặc là bạn nào hỏi gọi là một ngày Hiếu ăn mấy bát cơm chẳng hạn đấy. Xong, hai bát. Chưa
không, các bạn cũng khôn lắm. Bây thật. Giờ anh em cũng đồng lòng chứ hỏi toàn câu khó phải không? Chọn anh, câu nào anh cũng phải chết. Tưởng tượng nhá. Lúc nãy thì kênh mình có 10 người xem. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn 2 người xem thôi thì nó là gọi là tinh túy. Toàn là những cái người mặn mòi ngồi đây. Đúng rồi. Ôi anh lại đòi người ta hỏi câu là một ngày ăn mấy bát cơm? Không có. Nào, mình nghĩ là trận đấu này đen đi chết khoảng tầm 2-3 mạng thôi. Làm gì mà đến mức gọi là 4-5 mạng không đến. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nói trước được anh em ạ. Để xem là trong trận đấu đầu tiên này Beta thi đấu như thế nào. Nào, chúng ta cùng điểm qua cái lineup bên phía của OG. Đó là một con SB carry. À, SB off lane trong tay của Fucking Mad. Baba thì cầm Duxia ở vị trí mid lane. Sumail cầm Gyrocopter, Nothel có cho mình Earthshaker và Saksa. Trong tay anh ta đó là Weaver. Chết rồi, cảm giác như ở bên phía OG họ chia lane hơi bị dị hợp một tí. Sẽ là một con Duxia và một con Spirit Breaker xanh sớm. Và hai con đấy mà xanh thì nó gọi là khuynh đảo bản đồ luôn. Ở đây Sumail bị chặn lại rồi. Wow. Nhưng mà có Earthshaker TB và LeBron cũng xuất hiện liên tục là harass vào người Sumail. Và Sumail như đây là một trận đấu khá máu lửa. Khi mà cái team bây giờ từ khi mà clip chưa ra thôi là họ đang đánh nhau rồi. Sumail thì không còn lựa chọn nào, TB thôi, phải TB thôi, không còn lựa chọn nào khác cả. Ở mid này thì Dandy bắt đầu là mất đi lượng máu khi mà bị một con Duxia dí vào rồi. Ở đây Sumail, cảm giác như Sumail sẽ chết đi cái mạng đầu tiên này. Anh ta đang đứng quá xa với cả Nothel. Xong rồi, Sumail sẽ phải nằm xuống. Khi mà đó là một cái tag team bật lên đến cái bên phía của anh chàng King à. 1-0. Biết câu chuyện là gì? B8 1-0. Ông gì? Sumail vừa TB ra. Và bây giờ thì anh ta phải đi bộ ra lên. Đúng. Lợi thế lớn đấy, không nhỏ một tí nào đâu. Nhìn xem, một con máy bay trời. Nó đang gọi là phải bò ra, phải lết ra cái len. Ít nhất là mất cho mình khoảng độ một quay clip rưỡi. Một quay clip. B8 2-0 trăm. Ủa bây giờ Dandy không chết nào là anh thua nhỉ? Chả thế. Ui Dandy ơi, chết đi anh ơi. Dandy đánh pro, anh ấy bảo là Dandy chết. Xong rồi. Vừa vào mà tôi đã thấy bên phía B8 lợi thế lớn quá. Tại Dandy đang có này. Là bị đọt được vào vị trí của 33. Bây giờ 33 mà chết. Ui. Dandy. Dandy solo kill 33. Cái gì đây? Hơi sốc một chút anh em ạ, nhưng mà Dandy anh ta vừa mới solo kill được Duxia rồi. Ok, may quá thì không chơi những mạng kill. Tôi chỉ định đoán là Dandy giết được 2 người thôi. Thì bây giờ anh ta đã giết được 1 rồi. Ô, anh em trên kênh cũng bất ngờ ạ. Sao lại giết? Anh biết rồi thì mình đã chơi chết mà. Ừ, anh biết nó chết mà. Anh hiểu, không sao mà. Nào, 2-0. Hiện tại bên phía của team B8 họ đang dẫn một chút nét quốc. Tự nhiên được là có chung 2 kill. Tự nhiên trong đầu tôi lại lóe ra một cái ý đấy là trận đấu này Ember trong tay của Dandy Beyond Godlike nó là một vụ nổ. Biết đâu đấy, không thể nói trước được điều gì cả. Biết đâu Dandy lại có thể là tìm được cái thời hoàng kim của mình ngày xưa chăng. Một top lane đang gặp khá nhiều vấn đề khi mà con tích bị cấu khá nhiều máu, anh ta phải lùi về. Kinh Nga thì với việc Nothel liên tiếp đứng ở đây, chúng ta không thể làm được gì cả anh em ạ. Rất là khó khăn. Nào, cục deep lane. Dandy có gì đây? Dandy đang nhỉnh hơn một level rồi. Không, A3 cũng đã đạt cho mình cái độ 4 và anh ta sẽ sử dụng cái sớt để liên tiếp công nghiệp để tạo đường. Cái bot này thì set. Anh ta đang bị harass rất nhiều đến từ Excalibur cũng như là LeBron. 2-0 là tỷ số hiện tại. B8 cũng đang dẫn cho mình một chút cái lượng tiền cũng như là lượng kill. Rất chậm dài. Cùng mid lên thì chúng ta có đánh nhau thì phải. Rỉa máu rồi, đây Ghostic cố gắng cản Nothel full grip nhưng mà không thành công rồi. Vâng, vậy là SB đã vừa phải nằm xuống trong tay của LeBron rồi. Đó là mạng thứ 3 dành cho bên phía của B8. Người kin B8 có vẻ là đang sáng anh em ạ. 3-0 rồi. Ghostic theo thì Kin A có trận đầu luôn. Kin A ngay lập tức active cho mình. Đó là cái tag team mạng thứ 4 đây rồi.
quá dễ dàng. Vâng, đấy là một cái mà Gothic anh em vừa mới sờ vào cái con Earthshaker có lucky shot luôn để có thể sờ lâu, cũng như là trừ đi lực lát, rất là may mắn. Với boss này thì sao? LeBron anh ta đầu tư một cái Senshi để có thể harass vào người cái con Weaver này. 3-3 thì đang vừa farm rừng vừa farm land, nhìn xem 3-3 bây giờ mới chớm có level 5 thôi. Cái đó thì Dandy đã là level 5 rưỡi rồi. Xếp farm được cho mình mới chỉ 10 grip ở cái land off này. Ta mới chỉ có level 3 trên top. Thì Sumail không phá phẩm mấy đâu, anh ta mới lát hit được cho mình 17 grip mà thôi. Cái early nó đang nghiêng về bên phía B8. Dandy thì được chơi một mình với grip, nhưng mà 3-3 thì bỏ và dừng rồi. Một trận đấu mà cái con Ember này nó sẽ xanh. Và bây giờ có kỳ đến con Tetsu nào. Ai vừa đặt một đời đó là một đầu đều. Và đó là một bạn nữa. Khi mà anh chàng Gothic nằm xuống sau những pha bắn tên lửa đến từ biển vùng Sumail. 3-3 thì cứ là cặp phụ phạm rừng thôi. Step ở đây thì vào tranh credit với cả con sắp 5 mà thôi. Đầu đều cố gắng ăn đùn nhưng mà không thành công. Khi Randy anh ta đã xuất hiện, sẽ là cái mạng thứ hai dành cho Dandy. 2-0. Dandy đang thi đấu tốt ở trận đấu này. Không, đầu theo chết bởi neutral. Chết à? Ờ, sorry anh em, mình bị cái mic nó che mất. Nghĩ là 2-0 rồi. Thế mới chỉ là 1-0 dành cho Dandy thôi. Bốn một. Ba người bắt đầu từ đều có cả đóng băng, có cả cái đấy là gì? Cái serving mode của con tớt đấy. Tất cả là cái xác. Ờ, hai xác sau này nghe tự nhiên đáng nói thì quên mất. Dưới boss này thì Zep cũng đang muốn bắt làm người Excalibur rồi. Excalibur có level 4 rồi nhưng cần phải có bát. Bát rồi, và thêm một cái bát nữa không. Excalibur anh ta đang cố gắng di chuyển về với cái TV của mình và anh ta đã về thành công. Và Zep thì bị trụ ném nhiều quá nhưng anh ta có cho mình một cái bình máu. Không sao cả. Dandy thì sao? Vẫn là ổn thôi. Có ulti rồi thì Ember hết máu hết mana thì anh ta có thể TP về và bay ra lại với cái bóng của mình. 5-1. Xem tiếp tục là có một vũ trang. Sao đây? Ai sẽ là người nhắm vào? Đó là vị trí của Nature Prophet. Vẫn là cái con NV bắt lấy cho anh ta là TP về. Bây giờ thì anh ta bay trở lại lane với cái chiêu 1, chính xác chiêu 2 thôi. Và Excalibur là mục tiêu êm. Giống hết này thì Excalibur sẽ cố gắng quay ngược lại, đánh ngược sắc xa cũng như là vị trí của fucking man. Một đồ rồi, sắc xa có đắp lui nhưng mà không được. Đó là một cái pha ai sắc hay. 6-1 dành cho bên phía B8. Cảm tưởng như là deja vu nhưng mà lần này thì không. NP anh ta có chữ trợ giúp đến từ support. 6-1 rồi. B8 họ dẫn mạng khá nhiều đấy. Mà network thì chưa lớn lắm, mới chỉ là chưa đến 1k tiền thôi. Khi mà Daxia trong tay của 33 thì đang quá giàu. 6-1, B8. Hiện tại thì cái lượng net coaching là không phải là quá nhiều. Có vẻ như là em biết là OG vẫn đang làm khá là tốt trong việc farm. Daxia farm rừng đầu hồn. Nhưng mà dưới boss thì NB lần này anh ta đã phải lên bảo đến chỗ rồi. Tiếp tục đánh nhau bằng một cuốn roi Hunter. Tận dụng cái trường này là khá hay nhưng mà Sumail anh ta còn nhiều máu quá. Đầu đều sẽ làm gì đây? Đang cố gắng để có một tình huống tàn hồn có tích. Bây giờ anh ta chính đang văng rồi. Hạ thủ có một cuộc nào ra. Có lượng tích của chưa gây được nhiều. Chỉ chắc luôn là chả gây được bao nhiêu đam cả. Và đầu đều sẽ lùi lại cái tình huống này. Có tích đang chứng cuộc nào xong mình sẽ qua bắt cổ thì phải. Nhưng không, khi ở 18 quyết định lùi về 7-3 khi một Weaver chết ở dưới boss. Đánh nhau đang diễn ra khắp mọi nơi. Trên top thì thật sự là hai team lao vào nhau đấy nhưng mà không có kin. Dưới bot này thì Weaver mới là người phải nằm xuống. Và bà bắt đầu có cho mình một con Centaur rồi. Mấy cao bạn này từ Dominator và anh ta đang muốn hướng xuống bot để giết cái con NV. Một đối tượng mà nó sẽ dễ dàng hơn so với cả một con Ember. Nhưng mà bên phía của team B8 thì họ cũng sợ mất hai người để di chuyển xuống bot rồi. Và Daxia sẽ là người đến trước. NP có gặp nguy hiểm không? Anh ta đã di chuyển khá là an toàn, thông minh ở đây. Nào, 7-3, B8. Đây rồi, tên 3. Và 3 trong đó, Kager bị bớ vào.
Vivo sẵn sàng đã chạy được. Một Gostic có mặt bông quả Zolitander. Anh ta chưa tìm được. Vẫn sắp ra. Liệu là có một cú xiên tiếp hay không đây? Không xiên được rồi. Không xiên được và sắp xa sẽ lùi về được thành công. Nhưng mà trong đó xếp phải nằm xuống. Mạng thứ 8 dành cho bên phía của team B8. Kinh Nga thì sao nhỉ? Anh ta đang bị đuổi vào đến từ bên phía của Sume. Còn đây là mạng thứ 4 dành cho bên phía OG. 8-4. Ở đây sao Weaver anh ta vẫn đang trốn. Cái pha ganh vừa rồi thì rõ ràng là Daxi anh ta quên không búp cái dùng xeo lại cho con xe tàu này. Xe tàu dậm cho tan được. Anh ta búp dùng xeo và con Vương Lan và con BV. Con NV là không đủ. Bây giờ lên của Lon anh ta đang bị bắn vào. Khó cả trung giác đến từ Weaver. Và lên Lon sẽ lên bảng rồi. Tiếp theo có thể là Sumail. Anh ta được búp tốc chạy đấy. Nhưng Excalibur đánh quá đau. Killing Spree dành cho Landy rồi. Landy chưa chết mà nào à? 3-0 luôn. Và Dandy anh ta vẫn đang ở đây để mà cố gắng bắt vào. Còn Daxi này mới công sẽ là chuyển hướng sang Sep đi. Sep sẽ làm điều dễ dàng hơn. Vâng, còn bây giờ thì có đánh nhau tiếp. Dandy căng những cái bóng để có thể TP về nhà với hồi mana. Nhưng có thể Dandy bị cancel TP rồi. Không hay dành cho bên phía của B8. Khi bóng gì sẽ tràn lên. Ôi xong rồi, Excalibur ơi. Sắp ra cũng như là Sep đang dí vào đường anh ta. Với cái lượng đam đến từ bên phía của ISL thì có vẻ như Link vào bờ Sep và lên vào đến số. Nhưng mà Sep chết trước. Excalibur bây giờ mới chết rồi. Không, anh ta không chết. Sắp ra thì tao lát và bây giờ Excalibur đã phải chết rồi. Đó là mạng thứ 11 dành cho bên phía B8. Nhưng mà bây giờ thì 33 tuổi cho Dandy với một con Golem. Thôi xong rồi, chít một kill đến từ bên phía của 33. 33 anh ta vẫn lùi về được với cái search của mình. Dandy pha vừa rồi anh ta làm quá tốt rồi, khó cho mình double kill. Đây thì sợ bóng cổ trượt. Và Gostic nhìn thấy có Daxia dùng search, anh ta cancel lại cái ulti của mình. 10 kill dành cho B8, nhưng mà nhìn network kìa. OG 11 phút họ đang dẫn 4k network, không hiểu hiểu gì. B8 giết được người, nhưng mà họ đang farm thua rất là nhiều. Daxia quá giàu, nhìn xem 11 phút anh ta farm được 114 creep. Gần như là cứ 1 phút là 10 creep rồi. Cái tốc độ này nó là tối ưu rồi đấy. Farm vượt thời gian rồi. 11-9. Bên phía của B8 đang bị dẫn đến 4k net. Nó quá là nhiều đi. Thực ra thì chủ yếu cái lượng tiền nó đến từ bên phía của Daxia. Em nghĩ là B8 có thể làm đấu theo. Ôi Echo Echo được thành công. Cộng chiến chống đôi đến pin với Dandy. Tham lát ngược về. Sắp xa đủ về được thành công rồi. Nhưng Kinh Nga, anh ta nằm xuống quá nhanh. Tiếp theo là mạng của Gostic phải nằm. 11-11. Dandy vẫn có thể lùi về được. Vừa rồi làm cái mê khan quá hay của Daxi hiển vậy. Không phải, thế sao lại con ai hồi máu đấy chẳng. Khi mà Earthshaker không chết anh em ạ. Nhầm, không phải mê khan. Tỷ số đang đồng đều. OG lại dẫn tiền. Có vẻ như là cái đấu này OG sẽ là người giành chiến thắng rồi. 33 thì sau khi bị Erland kích thì anh ta đang cho thấy một cái phong độ rất là tốt khi mà standing cho team OG. Hôm qua thì Erland thì họ có thua một trận thua trước team, mình cũng chưa nhớ lắm, hình như là hôm qua là Erland họ thua trước team Nip 2-1, đúng rồi. Trong khi đó 33 thì đang là sống rất là tốt với cả OG. 5k network rồi, sau 1 phút thì bên phía của team OG họ lại dẫn thêm 1k network và bây giờ họ sẽ di chuyển xuống bot để ăn cái trụ này mà thôi. Nào, OG một trận đấu mà mình nghĩ là họ vẫn đang nghiêm túc, đánh rất là tuyệt vời, farm nhanh hơn. Kerry thì Sumail mắc lượng network cũng đang khá là tương đồng so với NP, nhưng mà mình vẫn tin tưởng Sumail hơn so với Calibur. Cái network này nó lệch quá nhiều đến từ vị trí của Daxia rồi. Daxia giàu và cả hai support bên phía của team OG thì cũng giàu hơn hai support bên phía team B8 nữa. Sep thì đang bị nhìn thấy ở đây và anh ta bị cho cướp vào rồi. Có cả Dandy, có cả Dango lăn bóng và Sep sẽ lên mạng số rồi. Quá đông các thành viên bên phía team B8 ở đây. 5 người liền Sep rồi. Ta không thể nào mà sống được. Sau khi lên xem, B8 ăn luôn cho mình cái trụ. Kéo lại network không, ăn giết người ăn trụ. Mà network thì nó vẫn thế, vẫn là 5k thôi. Chắc chắn là bên dưới OG họ đang farm quá xanh. Đầu tiên là hai sắp, nhiều giàu hơn hai sắp đến được kiệm. Và người giàu nhất thì Daxia đang có cho mình đến 8.400 tiền. Dandy đang là đầu tàu.
thì anh ta giết 6 và mới chỉ chết 1, không axit mạng nào luôn. Dendy gần như là anh ta xuất hiện đâu là anh ta ăn mạng ở đấy. 12, 11. Nào, bây giờ thì có đánh nhau tiếp thì mà Dendy đang đuổi vào. Cố gắng stun mọi người Dendy nhưng mà không được đâu. Dendy đang trêu đùa thôi. Đầu theo đang cố gắng chặn đầu. To lắm, Dendy đúng là đang trêu thôi. Dendy hiện tại vẫn còn cho mình cái bóng và anh ta chỉ ngay lên top rồi. Chỉ được trở về thôi. Sumail sắp sửa hoàn thành cho mình cái gậy xanh rồi. 1k tiền nữa. Và sếp cũng là gậy xanh. Gậy xanh con sử dụng cơ là gì? Là giảm cooldown của sử dụng 1. Giảm cooldown và cộng thêm một chút 100 tốc chạy. Tức là bình thường cái skill đấy đã cộng thêm tốc chạy rồi thì anh sẽ bonus thêm 100 nữa. Cooldown thì được giảm đi khá nhiều. Thì anh ta đã chắc liên tục luôn đúng không? Xong công bác anh phải chạm tầm 5-6 lần. Bình thường thì anh phải chạm 2-3 lần. Rất là muốn xem cái gậy xanh này anh em ạ. Để xem là xếp như nào. Wow. Nếu mà cú vacuum đó nó dính vào thì đúng, nhưng mà đen đi mà không dễ thế đâu. Vừa rồi phần ta phạt đấy cũng đơn giản bởi vì thật sự thì cái biến về của con Ember thì nó có mất thời gian cắt đâu, ấn là về luôn mà. Các thằng không 12 11, hiện tại thì B8 họ vẫn đang làm khá tốt, giữ cái game đấu này ở một cái mức độ cân bằng, không quá lệch về bên phía của OG. Vẫn đang giữ cái network chênh lệch khoảng độ 5k thôi, nó không bị lệch hơn nữa, thế là được rồi. 33 đã hoàn thành cho mình, đó là cái dây GG rồi. Xem một con SB có gần 2000 máu, rất cứng cáp. Game đấu động chậm lại rất là nhiều anh em ạ. B8 thì đang phòng thủ khi mà đối phương là người nhỉnh hơn. Sau khi đó thì bên kia có OG, họ lại không muốn đánh nhau. Họ đã cố rồi nhưng mà thật sự thì bên phía của B8 với khả năng đẩy lane từ NB, từ Ember, ông né đúng không? Họ không thể nào mà sở thích được. Nếu mà họ sở thích thì họ sẽ bị thua thiệt về lượng network. Cũng đi Nga được tìm thấy một tớt ca. Thôi đen đi thôi nhỉ. Nga quá hợp để đánh cho Ember rồi. Đúng. Game đấu đang bị chậm lại rất là nhiều. Bài cũng sốt, sau đó là phi vào đến từ SB thì chúng đã nhìn thấy Nigma sử dụng rồi. Nigma, Sigrid đều đã sử dụng. Thế là đan nó cũng có là tăng lên đấy nhưng mà mình cũng nghĩ không phải là quá nhiều. Mình làm tăng lên nó cũng quá là thôi. Tăng lên khoảng tầm 2-3 lần thôi anh em ạ. Nào bây giờ thì có trang vào, Gothic dính khá nhiều sát thương. Nhưng anh ta vẫn còn sống. Xiên vẫn tiếp đó lên nhảy theo. Đến từ do Dolin Thunder và anh ta sẽ sủi về nhà. Tiếp tục là sủi cô bác anh em ạ. Chúng ta lên đây là Bolon thì sủi nghe chắc không lâu. Hay là cô gắng TP để làm gì đây. Tôi không nghĩ là chạy được. Và thú thật với anh em quả đấy thì tôi cũng nghĩ là không chạy được. Nhưng không hiểu sao anh ta vẫn về được. Đây chắc chắn là phải là cái Ice Bat Max Level rồi. Tăng hơi hèn. Thật ra bình thường cái con Gagiro là sẽ là Max 1-3 đúng không? Mình tăng 1 điểm Ice Bat thôi. Anh ta tăng hơi dị. Vâng, và bây giờ thì Excalibur có mất mạng của Mangel. Đây là khu vực mid lane này. Nhiều khi màu gì vẫn đang đẩy vào rất cao. Dù đều cực kỳ tự tin với cái gậy xanh. Cái gậy xanh và chỉ là gậy xanh thôi, không có thêm item gì khác. Vào chip 2 wetband. Daxia này nó đang tỏ ra quá cứng anh em ạ. Dày GG. Bây giờ có cả một cái hút rồi. Lấy đam đâu để mà giết cái con Daxia của Baba đây. Sếp đã có chừng 2 mảnh của gậy xanh rồi. Và bên phía B8 là người chủ động đánh nhau trước. Chúng ta sẽ cùng chờ xem phải đánh như thế nào đây. Vâng, đó cũng phải bác dính 2 người. Xin kịp di chuyển đi. Trông đắp xìa kìa. Anh là chủ khá nhanh. Không ai mất máu cả. Rồi chào. Sếp quyết định tràn lên play Valorant Dota. Rồi rồi, ngài bán là tục thể đủ mạng thứ 12 dành ông gì. Bên phía B8 muốn mở combat, thật sự muốn cái dây GG thôi. Và quan trọng nhất là pha đó thì Sumail anh ta là cống dưới luôn hết. Thành ra làm cho cái con Mango nó lăn bóng theo mà không thể nào mà trúng được. B8 thì họ mất một người. Network vẫn là 5k.
mình ghi nhận điều đó. B8 họ vẫn đang giữ được cái thế trận, nó không bị quá trôi về bên phía ở team OG. Còn cho mình là vòng 11, còn SP khá là tươm tất. Tuy nhiên thì em rất là muốn xem cái cạnh tranh, tại vì là nó cũng mới đúng không? Đúng rồi, từ lúc mà hiểu lại vẫn chưa có ai lên cả. Có Kit này, đang chống đạp team kìa. Tag team và những con cây cũng có ảnh hưởng luôn, gây được rất nhiều sát thương. Cái tag team vừa rồi gây được đến, wow, tổng cộng skill của tất cả là 1000 đam anh em ạ. Dã man. Tag team nó phải khoảng một nửa, phải 500 rồi. Giờ đến King A lô vị trí, Caustic đứng ở khá gần, anh ta sẽ cố gắng cứu các đồng đội của mình. Có được không đây? Một cú đầu bồn và King A không thể chạy được rồi. Caustic cần phải di chuyển về ngay. Ồ, vẫn đủ thời gian. Vâng, Thunder là vẫn đủ. Và ba, anh ta vào cool được một người. Máy này không sao. Ơ, nó đỏ rồi, nó đỏ. Ok, anh em F5 lại nhá. Anh em F5 cho mình một cái. Nhưng có vẻ như là chúng ta gặp vấn đề về mạng. F5 anh em ơi. Ô, kể cả bên kênh CSGO cũng bị em ạ. Mạng của mình thì vừa bị ngắt, thế nên là không hiểu. Ban lấy buổi tối thì đang rất là ngon lành, cứ tập trung vào Canada thôi. Ban lấy buổi tối thì đang ngon và tự nhiên lại đêm thì nó lại. Cái quan trọng ấy là máy này thì không bị đứt, nhưng mà máy hai máy đều dùng mạng giống nhau. Bên kia cũng đứt mà, không biết lạ. CSGO cũng đứt luôn. Máy Dota thì sao? Chỉ máy có game thì không sao, mà máy gọi là bắn luồng lên thì lại có vấn đề. Đi mất gần 100 anh em rồi, rồi còn dặn. Trận đấu này thì cũng chết rồi em ơi. Bây giờ anh để em đôi một chết một. Thôi xong rồi. Vừa kèo rồi. Daddy đánh chắc cơ chày quá. Lên cả BKB này thì chết kiểu gì. Nếu mà anh không biết đấy, trước là em và các bạn làm cho biệt danh là bách nhà cái. Em ra kèo siêu chuẩn. Em ra kèo là chỉ có em ăn thôi. Anh auto thua. Daddy chắc chày quá anh em ơi. Tôi thua kèo này rồi. Nào. Cực kỳ tự tin. Kia này ghim và lao thẳng hàng rào để lấy cho mình cái chữ ba này, nhưng mà mới chỉ tối thừa cái máu rồi. Xem là mục tiêu đập êm vào và B8 đang chơi một chiến thuật có vẻ như đánh nhau ở một nơi khác. Họ sẽ không chủ động dí thẳng mặt vào người các thành viên OG. Có thể sẽ làm gì đây? Một cú eco nhưng là chưa đủ lớn và bây giờ thì đầu thêu chết ngược rồi. Có thể là bà cũng chết luôn, nhưng mà cái tắc tim này nó có quá nhiều đam. OG thua combat anh em ạ. Và đầu tiên thì B8 lại chơi được tiếp. OG họ bị kéo giãn đội hình. Khi và bên phía B8 họ có một con NB, họ bắt lẻ sờ mới biết với cơ. Sau đó lại quay trở lại combat ở khu vực trên top. Nếu anh không biết thì trước em từng ra một kèo và 500 người đen thì chỉ có 10 người trả được đúng. Kèo em lên siêu chuẩn luôn anh ạ. Vâng, bây giờ thì sao đây? Cái đánh tay cô với một con máy bay thì có sự hỗ trợ đến bên phía Caustic. Giờ thì máy bay mất cho mình một mạng rồi, sắp sàng đẩy nhẹ lên. Không có gì ngại cả. Ui, đứng từ băng này đó thì cũng là đẹp và Zumeo phải nằm xuống. Mạng thứ 18 dành cho B8, họ đang chờ được, xem phải chết rồi. Thì máy đang bị chặn đường hạng đến chém chói nào. Vẫn có một cách nhỏ đi ra. Và bây giờ thì sắp sàng việc là anh ta có chủ được không? Sếp cố gắng tràn lên với một cú tràn nữa thì anh ta đã có tranh tràn có chút nào rất nhanh anh em ạ. Tiếp tục là tràn này, tiếp tục là một phát cái thành viên dưới cùng như 18 nhưng Dandy đang quẩy được rồi. Đầu tiên đã phải lên bảng điểm số, có thể là 33 luôn này. Cái gì cơ? Trông chúng tôi á, trông này và cùng nhưng mà không hề có tường. Đây rất có thể trong Quantify mà bên dưới 18 sẽ có những tiếng cũng tiếp quay. Và thì mình đã lên bảng rồi, B8 vẫn đang chơi được anh em ạ. Dandy với cái BKB anh ta vẫn đang quẩy được. Cái nét vuốt chênh lệch nó đã bị kéo xuống 4k rồi. Xong rồi anh em ơi, anh em còn nhớ cái thuyết âm mưu của tôi ở đầu trận không? Dandy có một Aegis, có một chính là có một chiếc vô địch TI làm cái Aegis đúng không, là anh ta thắng game 1, sau đó OG thắng 2 game sau. Vớ vẩn, trận này là B8 thắng game 1 đấy. Không, em thì nghĩ là B8 thắng game 2 và OG thắng game 1. Game này nhìn thấy thế này thôi, cái thế trận nó đang cân lại rồi. Cái con Ember này nó có BKB và nó đang đánh được. Máy bay của Sunil hơi tham, à, không lên BKB.
anh ta lên đang lên hướng đến cho mình một cái Sanadis trước, thế nên là anh ta bị khóa vào, anh ta không thể làm gì được. 20-15 4k net chain. Lượng tiền trên này không có bao nhiêu cả. XP thì xem nào. Mình nghĩ là bây giờ B8. Ồ, vậy là họ đã cầm hòa được lượng XP rồi. Medgot thì vẫn bị dẫn 5k. Một game đấu mà Dandy chỉ chết duy nhất một mạng. Tuy nhiên thì trận đấu này vẫn còn tiếp diễn anh em ạ. Dandy mới chết một mạng thôi. Ở bên phía B8 họ chưa bút được. Thậm chí là cái chút 1 ở mid của đối phương họ còn chưa ăn được mà. Có lẽ là B8 họ nên chủ động đi ăn trụ không? Set đang check ở đây mà check được plastic rồi nhưng đã bị chém chói lại. Và rất nhanh thôi. Anh ta chuẩn bị cung nào xong với Trang. Tiếp tục Trang thêm một lần nữa nào. Không. Cú bắt của team. Đó là một cú combo quá đẹp. Đến bên phía MOG. Và cú ta có cộng thêm một tường nữa. Điện Calimer thì không có team bên nào mà được rồi. Các thành viên còn lại thì không thể nào mà về nổi. OG đã cho chúng ta thấy là đấy là 3-3. Một mình anh 3-3 anh ta làm hết. Anh ta cùm lại. Anh ta điều khiển. Và anh ta điều khiển cái con gen tàu để dẫn sờ tan. Chứ không phải là OG anh em ạ. Ôi trông kìa. Máy bay. Cái gì đấy. Lớp 3-3 bị kích. Và nhìn cái cách 3-3 đánh cái con đắc xìa đi. Anh ta cùm 4. Và tự dẫn sờ tan 4 người luôn. Vâng. Đúng là một bờ lờ làm hết. Làm hết đi. Chạy bố đét thôi. Lại một lần nữa kìa. Tiếp tục đúng là cú của đội tuyển chúng ta nữa nhưng không đủ để cho mình kiếm OG có mạng và 3 mạng đã phải nằm xuống rồi. Nhưng mà OG vẫn bỏ túi một chục mạng. Họ sẽ lùi về. Dù mèo được cứu khi các khó cho mình. Đó là cái chân nhẹ quay ngược lại. Có vẻ như là một quyết định không hay đến dù mèo. Bây giờ dù mèo giữ chân rồi. Dandy tràn lên và không đẩy bóng. Sao đây? Dandy anh nên bình tĩnh lại thì không hề có đồng đội xung quanh, có vẻ như là khá thiếu sát thương. Sẽ tiếp tục là những cú tràn và những cú dồn quá nhiều đam. Em vẫn chưa chết. Ecoba đến thì mình phải có đầu tèo và kèm tương ông gì quay trở lại với combat này. Đèn thì phải chết rồi. Lên một đồng chúng ta cũng phải nằm xuống. Tình cả liều hơn dính với con khăn đến từ bên phía sát ra nhưng anh ta rất may, anh ta vẫn tìm đi về được. Ecoba lại không may mắn đến thế. Vâng, đó là 4 mạng, 5 xuống đến từ bên kia của B8. Để thì bài bách ra, anh ta muốn quay trở lại combat và chém chói được vào người. Nhưng mà đây là một cái gậy xanh trên người của Weaver. Một cái lượng nào vẫn là đủ để tiếp xét. Sumail anh ta tràn vào với cái ulti của mình. Và Sumail ơi, cần phải lùi về đi. Không được quá tự tin nữa rồi. Đi về cái chiều hướng gì đây? Tất cả đều làm cho đánh nhau anh em ạ, không hề quan tâm. Vâng, cái combat trước đó thì thật sự là bên phía B8 họ bị bất ngờ. Thì đang không biết là xếp một cái gậy xanh của Weaver rồi. Làm cho cái con Service Breaker này ta hồi lại toàn bộ lượng máu. Và làm cho bên phía của B8 họ lỡ nhịp. Em nghĩ là hiện tại OG vẫn chơi với một cái tâm thế rất là thoải mái. Anh có thể thấy là họ rất là bình thản đấy. Làm những việc mà họ vẫn đang làm, vẫn có thể thực hiện được. Và vàng, vàng thu và tự sở tan. Xét thì liên tiếp là những cú chạm của Sắc Xa. Lúc mà họ cần Sắc Xa sẽ lên tiếng để có thể cứu người. Bây giờ thì Ember đã chết cái mạng thứ hai rồi. Thực sự thì trận đấu này Dandy cũng làm rất là tốt. Chính chẳng ra qua rồi. Là 8-2. Em nghĩ là về mặt bắn pick thì bên phía của team B8 đang thua. Tại vì đối phương có vẻ như là một lap thiên về công bắt tổng nhiều hơn. Cơ bản thật ra thì đối phương Big Daxia Service Breaker thì rất là khó đoán để mà ban đi. Khó quá. Thậm chí là cả con Weaver support nữa. Mình không nghĩ là bây giờ có ai counter được cái bài này của OG đâu. Counter cái việc họ pick cái bài này thì khó lắm. Ban pick rất là dị. Đang cố gắng thời điểm của Lip thôi. Với cái búa set thì anh ta đã làm được rồi. Đây là tức là biến về. Ở game đấu số 1 chắc là chiến thắng. Game đấu số 2 OG sẽ thử nghiệm một cái bài nó mới chắc. Bài này đã là thử nghiệm rồi, đúng rồi. Bài sau mà thử nghiệm nữa thì chắc nó phải là siêu dị luôn. Siêu dị luôn, đúng không? Bài này đã là thử nghiệm một con SP off lane. Lên cho mình có được cạnh tranh. Xong rồi đắc xia đi mid nữa. Nhưng mà đúng là với OG không như là không thể. Đây vẫn là một đội team mà đang được đánh giá rất là cao. Cá nhân mình thấy là Sumail đang ở team này, cảm giác anh ta đang rất là happy ấy. Bởi vì anh ta đánh cho EG khá lâu rồi.
khi mà được thay đổi một môi trường mới ở thời gian đầu thì nó sẽ có một cái tác dụng làm cho chúng ta cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Rồi, chạc của người của ai đời. Không, đó là chạc Creep thôi. Cố gắng clear Creep thôi. Network 11k. Hình như là bên phía B8 họ đang muốn set up một con bát thì họ có mắt ở đây. Tuy nhiên thì OG họ đang di chuyển theo một cái hướng khác. Có mắt rồi. Dandy vừa chém chói vào cái con máy bay này. Con máy bay này có săn ăn. Dandy ơi, cẩn thận nào. Trông kìa. Xem nào, thẳng vào mũi Dandy và Dandy chết cái đài bách đây. Đây là mạng đài bách anh bạn. Đang làm rất là lâu. Và su mèo. Trông anh cũng chả quan tâm đến cái Loli thật đờ nữa. Một lượng công chạy quá lớn đến từ cái sớt. Và bây giờ có lẽ Minh Nga sẽ nằm rồi. Minh Nga cố gắng lùi về. Để làm bên kia gì đi. Dandy mới chết ba mạng hoa, đừng gì gì. Ra chết thêm mạng nữa nó hoa cái hết nào. Bốn mạng hoa mà. Ba thôi. Dandy ơi, cố lên anh ơi. Em vẫn tin ở anh, Dandy một người chơi luôn luôn là hết mình. Không em ở cái bắp. Không bao giờ từ bỏ được không? Đúng. Đồ ta hai rách là chưa từ đỏ đâu. Đồ ta là thế. Đép đến chết. Không nói nhiều. GG end mid. Đối phương của Lao mid phát Lao là đép đến chết luôn. Vâng. Thôi đừng GG anh ơi. GG đi. Đừng GG anh ơi. Tổ lên anh ơi. Dandy ơi. Đây rồi. Chu Hiếu chuẩn bị trả lời câu hỏi nhá. Hai rách thì Dandy không bao giờ từ bỏ. Anh em nghĩ câu hỏi để Chu Hiếu trả lời cái nhở. Chắc chắn là ba mạng luôn. Nhưng bây giờ Dandy lao ra chết thêm mạng nữa nhở? Đi lao à? Không, chết rồi. B8 never give up. Chắc chắn hai rách họ sẽ chơi tiếp. Và Dandy gì xem nào, sống dậy chết. Bài rách lại chết mạng nữa, ý, đăng mạng. Thế là mình thắng, easy. Không. Và bây giờ thì bên phía OD không biết định đâu ra. Đây rồi, đây là của OD đến từ B8. Dandy ơi, sống dậy anh ơi. Đều đều, đang chờ đợi. Đúng này là ca xấu. Mưa đâu theo được tham lắm quay trở lại rồi. Có vẻ như vẫn là chưa đồ. Và Dandy thì sao nhở? Anh ta đâu rồi? Chỉ có mình Excalibur ở đây cũng như là vị trí con tích mà thôi. Excalibur không thể nào mà một mình chiều Pavia. Và đó là mạng thứ 25 dành cho bên phía của OG. Ơ, Dandy hay nào? Ôi, Fumel, anh ta chạy lên quá nhanh. Dandy, con gì gì anh ơi, con gì gì đi. Dandy hèn thế, không ra có bắt với team luôn. Và bây giờ anh ta bắn bóng về Fountain. Bật BKB thì có lẽ là GG rồi. Dandy ơi. Dandy ơi. Anh Dandy ơi. Sao anh lại làm thế với em? Dandy. Đồ ta hèn. Không hiểu là Dandy.